Wow. Trên nguyên một cái khối lập phương đó, dàn cái khối lập phương ra thì hàng dọc, hàng ngang, hàng xéo hay là hình tròn gì nó cũng phải đúng nữa. Cho nên là Nhân cảm thấy cái điều này nó vượt ngoài cái tầm tưởng tượng của Nhân rồi. Sting, vị cà phê mới, năng lượng tỉnh táo, bừng sáng trí tuệ Việt. Chúng ta sẽ sổ mặt A, C, E, F và đến mặt BD của Trúc Nhân sau. Kết quả mặt A. Chính xác. Kết quả mặt C. Chính xác. Yeah! Rồi Thịnh ơi, khi mà Nhân thấy hai cái mặt đầu tiên mà nó chính xác từng con số và nó đúng từng màu như vậy á, nói thật nha, Nhân không nghĩ bạn làm được. Kết quả mặt tiếp theo. Chính xác. Một sự kiện âm nhạc không thể bỏ lỡ. Rapping All Star Concert, Live Concert duy nhất ngày 30 tháng 1 năm 2021. Siêu trí tuệ Việt Nam mùa 2 chỉ có trên HTV2 V Channel lúc 20 giờ thứ bảy hàng tuần. Đón xem Bé Vui Bùng Vĩ lúc 20 giờ thứ năm hàng tuần chỉ có trên HTV2 V Channel. Đón xem siêu phẩm truyền hình Hàn Quốc Penthouse Cuộc Chiến Thượng Lưu độc quyền trên Vion.